Người đàn ông này cầm trên tay một con dao mổ, trên mặt không chút biểu cảm. Ông ta cứ như một tên đồ tể và liên tục đâm dao vào người đối phương. Máu tươi phun ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tay của ông ta. Nhưng nét mặt ông ta không chút thay đổi. Ai mà ngờ chỉ vài phút trước thôi, người đàn ông đã bị treo cổ bởi một chiếc dây thừng. Mạng sống của ông ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian tua ngược về vài tháng trước, nữ chính Abby được phái đến một căn cứ bí mật có mã hiệu là Lâu Đài. Nơi này nằm ở Israel. Nơi này ban đầu được dành cho Liên minh Năm Mắt, khét tiếng. Nó dùng để lưu trữ và trao đổi thông tin. Không chỉ vậy, Lâu Đài cũng là nơi giam giữ những tên khủng bố khắp nơi trên thế giới. Abby từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chồng và con gái cô vừa bị giết một cách bi thảm trong một vụ đánh bom liên quan đến khủng bố. Abby ngàn lần đau đớn, cô thề sẽ tìm ra kẻ đã giết gia đình mình. Vì vậy, Abby đến Lâu Đài với tư cách là chuyên gia phân tích. Từ video giám sát cùng với nhiều ngày đêm kiểm tra từng chi tiết một, Abby phát hiện rằng đằng sau vụ tai nạn này chắc hẳn là có một bí mật khác. Vì cô đã phát hiện ra vụ nổ này có khả năng được gây ra bởi một cuộc bắn tên lửa thay vì được kích nổ bằng bom nhân tạo. Vụ án này khả năng cao là đang được một cơ quan nào đó che đậy. Cuộc tấn công khủng bố chỉ là cái cớ ngụy tạo. Abby ngay lập tức gửi phát hiện này báo cáo cho kia. Nhưng dù Abby có tra hỏi ra sao, thì Farhan, một trong những nghi phạm chính trong vụ đánh bom, đều chọn cách giữ im lặng. Và manh mối duy nhất của vụ đánh bom chỉ còn lại một người đàn ông tên là Hatchet. Abby nghĩ rằng cuộc điều tra đã đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ vụ án bất ngờ mở ra một hướng đi mới. Lực lượng Delta trong một lần hành động đặc biệt đã bắt được tên khủng bố này ở Ankara, bằng chứng cho thấy ông ta chính là Hatchet mà mọi người nhắc đến. Lực lượng đặc biệt dự định chuyển Hatchet đến Lâu Đài. Abby biết tin này hết sức vui mừng. Cái chết thương tâm của chồng và con gái đã hành hạ cô một thời gian dài. Bây giờ sự thật đang ở trước mặt và chỉ đợi cô ta mở nó ra. Ngay lúc này, Abby rất muốn thẩm vấn Hatchet để tìm ra chân tướng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cô phát điên. Lực lượng đặc biệt nhận lệnh từ trụ sở kia yêu cầu thẩm vấn riêng tù nhân này trong 45 phút. Trong lúc đó không ai được phép ghi âm và ghi hình trong Lâu Đài. Abby dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác. Suy cho cùng thì cũng là vì chức vụ của cô thấp hơn một bậc. Hatchet bị đưa đến phòng thẩm vấn. Đội trưởng lực lượng đặc biệt muốn tìm ra kẻ nào đứng sau Hatchet. Vì vậy mà anh ta đã dùng mọi cách tra tấn để hỏi cung phạm nhân. Nhưng ông ta vẫn không nói một lời, mà chỉ thấy ánh mắt vốn đã đáng sợ nay càng lạnh lùng hơn. Ánh mắt của ông ta cứ như muốn giết chết người đội trưởng đến nơi. Abby bên ngoài đứng ngồi không yên, cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Với những gì cô biết về Hatchet thì Hatchet không thể nào dễ dàng bị bắt như vậy. Không lâu sau đó thì một tiếng súng lớn vang lên từ phòng thẩm vấn. Mọi người vội vàng cầm vũ khí lên và lao về phía phòng thẩm vấn. Sau khi cánh cửa mở ra thì bên trong đã là một mớ hỗn độn. Đội trưởng thì nằm dưới đất, còn Hatchet bị giết ngay tại chỗ bởi thành viên duy nhất còn sống. Người phiên dịch co rúm trong góc tường, xem ra cô ta đã bị dọa cho chết khiếp. Mọi người không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng đưa đội trưởng đi cấp cứu. Thành viên duy nhất còn sống trong đội cũng giúp một tay. Nhưng sau khi đến phòng cấp cứu thì một chuyện không may đã xảy ra. Thành viên trong lực lượng đặc biệt khóa cửa lại và phá hỏng camera an ninh. Sau đó anh ta bình tĩnh cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra gương mặt thật sự. Với ánh mắt đằng đằng sát khí này thì còn ai khác ngoài Hatchet nữa. Ông ta cầm lấy một con dao, sau đó tiến thẳng đến bàn mổ. Hành động này khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp. Chỉ một mình nhưng đã giết không biết bao nhiêu người. Không biết ông già này là người hay là ác quỷ nữa. Chỉ mười mấy giây sau thì máu trong phòng mổ đã chảy thành sông. Sau khi xử lý xong tất cả, Hatchet vẫn bình tĩnh không quên tháo đồng hồ của đối phương rồi đeo lên tay mình. Phía bên này, trong phòng thẩm vấn, Abby với kinh nghiệm dày dặn cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn tại hiện trường vụ án. Vì vậy, lập tức đem theo người tới phòng cấp cứu. Nhưng cô ta vẫn chậm hơn một bước. Hatchet lúc này sớm đã rời đi. Chỉ còn lại người đội trưởng đang hấp hối nằm trong vũng máu đỏ tươi. Abby nhận thấy tình hình nguy cấp liền ngay lập tức đảm nhận vị trí chỉ huy trong Lâu Đài. Điều đầu tiên của cô phải làm đó là sử dụng máy liên lạc trong phòng chỉ huy. Nơi đó là trung tâm của toàn bộ Lâu Đài và có thể thấy mọi ngóc ngách trong này. Tuy nhiên, lúc này phòng chỉ huy lại không có hồi đáp. Abby vội vã đưa người đến đó. Quả nhiên, phòng chỉ huy giờ đã là một mớ hỗn độn. Rõ ràng là đã bị ai đó tấn công. Đây không phải lúc Abby đau buồn. Bây giờ cô phải nhanh chóng phong tỏa Lâu Đài để ngăn không cho Hatchet trốn thoát. Nhưng Hatchet dường như không có ý định chạy trốn. Hắn với một vẻ bất cần đời đã giải thoát tất cả tù nhân trong căn cứ. Quan trọng hơn là đường dây liên lạc của căn cứ cũng bị hắn phá hủy. Nếu trong một giờ không thể liên lạc được với trụ sở chính, thì họ sẽ nghĩ rằng Lâu Đài đã bị kẻ thù chiếm lĩnh. Đến lúc đó trụ sở chính sẽ gửi máy bay không người lái đến và san bằng tất cả nơi này. Bây giờ đối với Abby chỉ còn lại một giờ đồng hồ đếm ngược. Điều này cũng giải thích rằng tại sao Hatchet khi giết người xong lại mang theo đồng hồ. Có vẻ như hành động của Hatchet đã được lên kế hoạch cẩn thận. Đội bảo vệ của căn cứ đã cố gắng hết sức, có thể mới đưa được lũ tù nhân trở lại phòng giam. Hatchet lợi dụng lúc hỗn loạn để ngắt công tắc điện của căn cứ. Trong bóng tối đội bảo vệ căn bản không thể nhận ra đâu là đồng đội đâu là địch. Hatchet cũng nhân cơ hội đó để trốn thoát. Cảnh vệ Jordan đi lạc đã bị ông kết liễu bằng một cây búa. Abby đến khu vực giam giữ tù nhân thì vừa hay gặp được người phiên dịch ở đó. Abby không nghĩ ngợi nhiều liền chạy nhanh đến phòng máy chủ ở tầng dưới với cô ta. Ở đó lưu trữ rất nhiều thông tin hữu ích. Đây có thể là mục đích hành động của Hatchet. Tại phòng chỉ huy, Uri thông qua máy quay giám sát đã phát hiện ra một điều. Đó là trước khi anh vào phòng chỉ huy thì người phiên dịch đã giết hết tất cả người trong phòng này. Hóa ra bên trong căn cứ có nội gián. Uri thật sự bị sốc. Anh nhanh chóng thông báo cho Abby bằng tai nghe. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã quá muộn. Một chiếc súng giờ đang chĩa vào đầu Abby. May thay, đôi mắt của Abby rất nhanh nhạy.
Cô cầm bàn phím lên đánh bay khẩu súng trên tay đối thủ. Hai người lao vào đánh nhau. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Abby là người chiến thắng. Người phiên dịch bị đánh ngất rồi bị đưa vào phòng thẩm vấn và bị nhốt ở trong đó. Abby kế hoạch cho nổ cánh cửa của lâu đài bằng bom C4. Cô mang theo người lên đường đến kho vũ khí. Tuy nhiên, Hatchet đã nhìn thấu kế hoạch này. Cả đội sau đó lĩnh một quả bom của ông ta. Hatchet từ phía sau bắt giữ linh mục làm con tin. Sau đó, ông ta liên tục nổ súng tấn công. Một người không may đã bị bắn chết. Phía bên này, cảnh binh Miller không muốn ngồi yên một chỗ. Là một cựu chiến binh từ lâu, anh đã không hài lòng với cách làm việc kém chuyên nghiệp của Abby. Vì vậy, anh quyết định làm theo cách của riêng mình. Trước tiên, Miller sẽ khai thác thông tin từ người phiên dịch. Là đồng phạm của Hatchet, người phiên dịch nhất định biết được kế hoạch để thoát khỏi đây. Miller nắm lấy ngón tay của người phiên dịch và bẻ gãy từng cái một. Hành động tàn nhẫn này khiến cô ta đau đớn tột cùng. Người phiên dịch bị tra tấn đến bất tỉnh. Nhưng Miller không muốn cho cô ta nghỉ ngơi. Anh ta cho người đến ép người phiên dịch tỉnh dậy và chuẩn bị bắt đầu bẻ tiếp các ngón của bàn tay kia. Người phiên dịch không thể chịu được sự tra tấn này nữa, vì vậy mà đã khai ra với Miller. Nói mục đích của Hatchet khi đột nhập vào lâu đài là để cứu Fahan. Nếu muốn còn sống thoát ra thì phải giao nộp Fahan cho Hatchet. Miller đã có câu trả lời mà mình muốn. Anh ta sau đó liền lập tức quay người rời đi. Nhưng trong khi họ đang hành động thì Abby đã trở lại. Cô ta cảnh báo Miller mục đích của Hatchet chắc chắn không đơn giản như anh ta nghĩ. Chưa kể đến những việc làm điên rồ của hắn ta. Abby biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng lúc này, Miller rõ ràng là không muốn nghe theo Abby. Anh ta nhốt Abby vào phòng giam. Thời gian còn lại chưa đầy 20 phút nữa. Nếu như họ vẫn không thể liên lạc được với trụ sở chính, vậy thì thứ đang chờ đợi họ chính là cái chết. Mọi người đều cố gắng chạy đua với thời gian. Miller đưa Fahan đến phòng sinh hoạt chung để đợi Hatchet đến. Nhưng điều anh không ngờ là Hatchet sớm đã ở đây trước anh ta. Ông ta như một con báo đang săn mồi và âm thầm quan sát. Và trong khi Miller và cộng sự đang căng thẳng cực độ thì một con dao bay tới. Khẩu súng trong tay người cộng sự còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã ngừng thở rồi. Sau đó Hatchet vồ lấy Miller như một con chó điên. Có điều Miller không phải là một kẻ dễ sơi như vậy. Là một cựu chiến binh, dù gì thì cũng đã trải qua hàng trăm trận chiến khốc liệt. Miller không biết bao lần ở giữa ranh giới sống còn. Nhưng các cụ thì cũng từng nói giàu thì sợ chết còn nghèo, thì còn gì để ngán nữa đâu. Hatchet giờ không còn đường lui lên, quyết sống chết với Miller. Mặc dù Miller cố gắng chống cự nhưng sau cùng vẫn là kẻ bại trận. Fahan ở bên cạnh cứ nghĩ sẽ rất vui mừng khi có người cứu mình. Không ngờ giây tiếp theo lại là con dao lạnh buốt đâm thẳng vào ngực ông ta. Mục đích của Hatchet không đến để cứu Fahan. Vậy thì ông ta đến đây để làm gì? Phía bên này, Abby ở trong phòng giam. Cánh cửa đột ngột mở ra. Abby rất sợ hãi trong run rẩy. Nhưng không sao, người mở cửa là Uri. Uri đã tạo ra một thiết bị liên lạc đơn giản và đưa nó cho Abby. Nhưng muốn sử dụng thiết bị liên lạc này thì bắt buộc phải kết nối với anten của vách đá. Vì vậy hai người quyết định chia nhau ra. Uri ở lại để ngăn chặn Hatchet, còn Abby chịu trách nhiệm kết nối anten để trụ sở chính dừng các cuộc không kích. Thời gian chỉ còn 10 phút nữa. Bây giờ, những người vẫn còn sống trong căn cứ này ngoại trừ tù nhân chỉ còn lại Abby, Uri, Hatchet và người linh mục bị bắt làm con tin. Uri theo dõi ngoài cửa thang máy. Đây là con đường duy nhất Hatchet có thể thoát ra. Nhưng Hatchet hiển nhiên gian xảo hơn anh ta nghĩ. Ông ta bắt linh mục đội mũ trùm đầu, thay quần áo và giả trang thành ông ta. Đó là lý do tại sao ông ta để cho mục sư được sống. Đến khi thang máy mở cửa thì Hatchet sẽ dùng linh mục làm mồi nhử và bắt anh ta chạy về phía trước. Uri nhìn thấy có người chạy ra khỏi thang máy. Anh cứ nghĩ đó là Hatchet, vì vậy mà liền nổ súng ngay lập tức. Linh mục thật tội nghiệp, anh ta bị chết bởi người đồng đội của mình. Khi Uri đến kiểm tra thi thể, nhìn thấy cây thánh giá trên xác chết thì mới nhận ra đó là đồ của linh mục. Thâm tâm nhắc anh có chuyện chẳng lành. Chính lúc này, Hatchet lao ra khỏi thang máy. Hai người đấu súng với nhau. Đây là một trận chiến cân tài cân sức. Uri sớm đã biết được sự lợi hại của Hatchet nên muốn đánh phủ đầu trước. Là một thành viên của nhóm gián điệp hàng đầu của Israel, kỹ năng của Uri đương nhiên không phải là tầm thường. Nhưng chiêu thức của Hatchet hoàn toàn không chỉ có đánh đấm, ngay cả răng cũng được ông ta dùng làm vũ khí. Mọi thứ đều có thể giết người. Màn hình chuyển cảnh, Abby cuối cùng đã liên lạc được với trụ sở chính. Nhưng câu trả lời từ trụ sở đã khiến cô choáng váng. Trụ sở đã từ chối lời yêu cầu hủy bỏ cuộc không kích của cô ta. Abby lúc này không tài nào thở nổi. Phía bên kia, cuộc chiến giữa Uri với Hatchet cuối cùng cũng kết thúc. Hatchet đã hạ được Uri, nhưng Uri cũng đã đả thương được Hatchet. Trước khi chết, khuôn mặt của Uri không hề đau đớn, mà thay vào đó lại là một sự nhẹ nhõm. Bởi vì Hatchet không như những gì người ta đồn đại rằng ông là hiện thân của ác quỷ. Sau cùng cũng là người trần mắt thịt cũng biết đau đớn. Abby trở lại căn cứ và phát hiện Hatchet đang chế tạo một quả bom để bỏ trốn khỏi đây. Chân tướng của vấn đề cuối cùng cũng lộ diện. Hóa ra tất cả những chuyện này đã được sắp xếp bởi kia. Vụ đánh bom xảy ra một năm trước cũng chính kia là chủ mưu đằng sau nó. Kia cho nổ tung bệnh viện bằng bom rồi ngụy trang nó thành một cuộc tấn công khủng bố. Chồng và con gái của cô chính là bị giết bởi cơ quan nơi cô đang làm việc. Cuộc điều tra của Abby về vụ án này đã khiến sự thật được phơi bày. Và điều này dĩ nhiên không được kia cho phép. Vì vậy, Hatchet đã được gửi đến lâu đài để tiêu diệt Abby và mọi thứ ở đây. Abby không giết Hatchet, cô chỉ bắn gãy chân ông ta và để con ác quỷ này sẽ ở lại đây mãi mãi chôn vùi cùng với lâu đài. Bộ phim kết thúc, Abby cho nổ tung cổng lâu đài bằng quả bom. Cô ta thoát ra ngoài trước khi máy bay không người lái săn bằng nơi này. Từ bây giờ Abby sẽ dấn thân vào con đường nổi dậy chống lại quyền lực. Cô ấy trở thành một chiến binh và sẽ đấu tranh đến cùng. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ cô ta đã thấy rõ được kẻ thù thực sự là ai. Được rồi, bộ phim của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây.
Cảm ơn cả nhà yêu đã xem đến phút giây này nha. Hẹn gặp lại ở những bộ phim khác tuyệt vời hơn nhé. Bye bye cả nhà yêu.